Chương trình Cơ thể bạn nói gì xin được trân trọng kính chào quý vị khán giả. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay chương trình của chúng tôi sẽ đến với quý vị và các bạn một câu chuyện về thuốc lá. Đó là những lý do khiến việc bỏ thuốc lá thất bại và giải pháp giúp bỏ thuốc lá hiệu quả từ thảo dược. Tại sao chúng tôi lại đưa chủ đề này? Bởi vì thực tế cho thấy rất nhiều cánh mày râu đã tâm sự và chia sẻ rằng họ biết những tác hại của thuốc lá. Nhiều người đã cố gắng bỏ nhưng họ vẫn bị nghiện đi nghiện lại nhiều lần. Vậy thì tại sao họ lại có thể dễ bị tái nghiện lại như vậy? Và làm cách nào, phương pháp nào để có thể giúp cho họ có thể bỏ thuốc lá một cách an toàn hiệu quả? Chúng tôi xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi chương trình của chúng tôi hôm nay. Chúng tôi xin được giới thiệu các vị khách mời tham dự chương trình. Xin trân trọng giới thiệu thầy thuốc ưu tú, bác sĩ chuyên khoa 2 Hoàng Đình Lân, nguyên trưởng khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Chào MC Thảo Vân, chào các quý khán giả đang theo dõi chương trình. Chúng tôi xin được giới thiệu chú Phạm Hoàng Hà, một khách mời của chương trình. Và xin được giới thiệu anh Trịnh Hữu Lân. Và trước hết thì xin được mời quý vị khán giả cũng như các vị khách mời chúng ta cùng theo dõi phóng sự sau đây. Được biết tới là một nhiếp ảnh gia tài năng và nhiệt huyết có tên tuổi ở mảnh đất Hà Thành hiện nay, chú Phạm Hoàng Hà luôn có một đam mê bất tận với công việc bên chiếc máy ảnh tâm huyết của mình. Ban ngày chụp hình, tối về lại chỉnh sửa. Nhiều khi công việc bận bịu khiến chú phải thức tới khuya. Đó cũng là một phần lý do khiến chú làm bạn với điếu thuốc lá từ bao giờ. Tôi nghiện thuốc 20 năm rồi. Mỗi ngày hút không dưới 2 bao. Đi đâu cũng phải kè bao thuốc. Và mỗi lần tiếp khách này, hội nghị này, bạn bè, người thân đều phải có điếu thuốc cầm tay. Không hút thuốc người nó cứ nao nao, bâng khuâng, khó chịu. Thế trước thì không sao. Nhưng sau này thì có tuổi rồi thì thấy sức khỏe nó giảm sút. Rồi là năm đi viện không dưới 3 lần. Cũng chỉ vì ho, rồi là viêm phế quản. Buổi sáng ngủ dậy mất nửa tiếng đồng hồ vì khạc đờm, không thở được. Tôi tính là cứ 2 bao thuốc là hơn 50.000 thì 1 tháng cũng gần 2 triệu. 1 năm cũng là một số tiền rất lớn. Thì cái số tiền đấy có thể là đầu tư cho con cháu học hành, rồi là đầu tư việc khác, hoặc là hai vợ chồng đi du lịch. Có phải sướng hơn không? Còn hơn bỏ một cái số tiền ra chỉ để mua bệnh vào người. Thế là tôi quyết tâm bỏ. Thì chỉ được nửa ngày, chỉ đến ngày rưỡi, không thể nào làm được cái gì cả. Người đã bâng khuâng như mất hồn. Lúc nào chỉ nghĩ đến thuốc lá. Cũng là một người nghiện thuốc lá như chú Hà, nhưng anh Trịnh Hữu Lân năm nay mới bước sang tuổi 43 nhưng lại có thâm niên hút thuốc lá tới ngót nghét 30 năm trời. Anh bảo tất cả chỉ bởi sự bồng bột của tuổi trẻ mà ra. 14 tuổi tôi bắt đầu tập tành hút thuốc lá. Vì thứ nhất là thấy người lớn hút thuốc mình muốn bắt chước theo. Thứ hai là bạn bè cứ hay thách nhau. Còn thứ ba thì cũng tò mò muốn hút thử, thế mà lại thành nghiện. Đến năm mà tôi đi bộ đội, môi trường toàn đàn ông con trai, lại sống xa gia đình nữa, với cả người yêu, xa gia đình với người yêu lên cũng chỉ biết làm bạn với điếu thuốc thôi. Sống tập thể, phòng thì có 10 đứa thì đến cả 10 đứa đều nghiện thuốc lá. Đủ các loại thuốc, có khi còn chơi nguyên cả gói thuốc lào chứ. Gia quân, anh Lân tiếp tục công việc tại một công ty thực phẩm hoa quả. Vì phải thức khuya nên anh hút thuốc lá ngày càng nhiều, trung bình là 1 bao, có khi phải 2 bao một ngày. Để rồi điều anh phải đối mặt đó chính là sức khỏe bị ảnh hưởng. Dạo này mình hay ho đờm, cứ sáng sớm là khạc đờm liên tục. Mà giờ hút thuốc đi đâu cũng bị kỳ thị nên mình nghĩ thôi cũng bỏ. Nhưng nói thật là khó lắm. Chỉ cần một chén rượu thôi, một lời mời thì dù là ý chí từ chối lắm nhưng mà cơ thể thì nó lại phản ứng ngay, bứt rứt, không chịu được lại phải hút lại thôi. Chúng ta vừa theo dõi phóng sự và thấy rằng đây là một vấn đề mà có thể nói là rất phổ biến trong cuộc sống của chúng ta hiện nay. Rất nhiều người thì quyết tâm bỏ thuốc lá và điều đấy vẫn rất khó khăn. Trước hết bác sĩ hãy cho biết là những cái tác hại gây ra khi mà người ta nghiện thuốc lá và lợi ích của cái việc mà nếu như họ bỏ thuốc lá được thì họ sẽ có được những điều gì ạ? Thuốc lá nó có hàng nghìn cái hóa chất độc hại và thống kê là có 200 hóa chất có tác dụng gây bệnh và đặc biệt là có 43 chất có tác dụng gây ung thư, mà cái số 1 là cái chất nicotine. Người ta thấy rằng có đến 90% những bệnh lý về phổi là có liên quan đến thuốc lá. Nó gây
ra các bệnh lý như là hay gặp nhất là bệnh về phổi. Ví dụ COPD là viêm phổi tắc nghẽn mãn tính, các bệnh lý về tim mạch. Và thứ ba nữa là loãng xương sinh sản, nó cũng bị ảnh hưởng. Một số các bệnh lý khác, ví dụ như lão hóa nhanh, hơi thở thì hôi, răng thì vàng. Không những vậy mà còn làm cho những người ở xung quanh gọi bị phơi nhiễm. Và theo một số thống kê thấy rằng cái khói thuốc này, nó phát ra ở đầu thuốc, nó gọi là khói thuốc phụ thôi. Nhưng mà lại độc gấp 21 lần khói thuốc chính là ở người hút xong thở ra. Bởi vì những cái độc hại thì người hút đã hấp thu rồi, cho nên thải ra nó cũng còn ít hơn cái thuốc chính. Nhiều người người ta vẫn không bỏ được là vì làm sao? Nicotine nó đem lại cái sảng khoái, hưng phấn. Có một số các tài liệu nghiên cứu khoa học người ta thống kê rằng sau khi những người mà bỏ thuốc được thì chỉ sau có khoảng 20 phút thôi thì mạch và tim, huyết áp đã trở lại bình thường. Và sau 8 tiếng thì oxy trong máu thì gần như 100% và loại bỏ được CO. Sau 24 giờ ngừng hút thuốc thì tránh được đột quỵ. Và sau 48 tiếng thì các cái triệu chứng về gọi là ho, viêm họng, đường hô hấp trên gần như nó cũng giảm. Sau 3 tháng thì cái chức năng phổi nó tăng lên đến 30%. Và sau 9 tháng thì các triệu chứng của cái đường hô hấp trên và cái chức năng phổi nó trở lại gần như phục hồi. Và sau 1 năm thì nó cũng giảm đi được cái nguy cơ đột quỵ hoặc nhồi máu cơ tim so với cái người nghiện là được 50%. Từ 5 năm cho đến 15 năm thì cái người cai được thì gần như trở lại như người bình thường không hút. Nguy cơ ung thư phổi và ung thư các bộ phận khác nó cũng gần như là trở lại như những người không hút thuốc. Vậy thì bác sĩ có thể nói rõ cái lý do tại sao cái việc mà cai thuốc lá lại dễ bị thất bại như vậy ạ? Bỏ thuốc lá tưởng là dễ nhưng mà lại rất khó. Là bởi vì làm sao? Thứ nhất là bệnh nhân có cái cơn nghiện, mà đã cái cơn nghiện người ta phải khó chữa lắm. Khi hút thuốc lá nó gây hưng phấn, nó gây sảng khoái. Nhưng mà nếu ngừng thuốc lá, tức là cái nicotine nó bị suy giảm thì nó sẽ gây ra cái tình trạng bồn chồn, cáu giận, khó ngủ. Bởi vậy bệnh nhân buộc lại phải tìm đến thuốc lá. Cái hội chứng cai nghiện đấy, thứ nhất là rối loạn cái tinh thần, buộc lại phải tìm đến thuốc để phục hồi lại cái khả năng hưng phấn của trí não. Một số trường hợp sau khi cái hội chứng cai thuốc thì người ta lên cân. Người ta thấy rằng có những người sau khi cai thuốc lên đấy 2,5 cân là thấp nhất cho đến 4 cân. Nếu mà để cai thuốc được so với lên cân thì cái giải pháp cai thuốc vẫn là tốt hơn là lên cân. Bởi lên cân anh có thể khắc phục được bằng chế độ ăn uống, bằng chế độ tập luyện. Còn nếu mà anh không cai được dẫn đến tình trạng bệnh viêm phổi, COPD hoặc là không may thì có thể là dẫn đến ung thư phổi. Và cái hội chứng cai có những cái ho nhiều lên. Khi mà anh cai thuốc rồi thì các nhung mao nó tái tạo để nó loại bỏ những cái độc chất còn lại của thuốc lá ở phổi để đưa ra ngoài. Đấy, cho nên cái ho của sau cũng là tốt. Bỏ thuốc rồi thì người ta vẫn thấy có tình trạng nào ngủ được tốt, nhưng có trường hợp mất ngủ, bồn chồn. Ngoài ra còn những cái mà khiến cho bệnh nhân khó cai được thuốc là gì? Là cái môi trường xung quanh. Có khi thâu đêm lại vẫn nước chè thì thường kèm thuốc lá, hoặc là cà phê thuốc lá, rồi là đi nhậu nhẹt cũng có thuốc lá. Mà muốn cai được thì phải có quyết tâm và đồng thời phải có sự tư vấn của thầy thuốc, có những cái giải pháp hỗ trợ để cai thuốc một cách hiệu quả, dễ dàng và an toàn hơn. Thưa bác sĩ, cái người mà nghiện thuốc muốn bỏ thuốc thì ngoài cái quyết tâm của chính bản thân mình thì còn cần phải có những cái phương pháp để có thể cai nghiện hiệu quả và an toàn. Bác sĩ có thể chia sẻ với chúng tôi thêm về vấn đề này không ạ? Nước ngoài và hiện nay ở Việt Nam đều có những sản phẩm hỗ trợ để cai thuốc, thành phần chính là cái nicotine. Ví dụ như là băng dán nicotine, kẹo cao su nicotine, xịt nicotine và đặc biệt nữa gần đây là có cái thuốc lá điện tử. Nhưng thuốc lá điện tử cũng là sử dụng nicotine. Cái nicotine chính là cái thủ phạm gây nghiện và cũng là thủ phạm gây nên nhiều bệnh lý về phổi và gây ung thư. Và hiện nay có cái giải pháp từ thảo dược thiên nhiên, ví dụ như là bồ công anh, kim ngân hoa, cúc hoa và cái tinh dầu quế hỗ trợ cho vấn đề cai nghiện thuốc lá. Cái giải pháp này sử dụng là bệnh nhân dùng súc miệng. Khi hút thuốc vào thì cái khói thuốc nó sẽ tạo thành một cái vị hết sức đắng, khiến bệnh nhân rất khó chịu và nó làm mất đi cái mùi của thuốc lá, dẫn đến bệnh nhân không còn thèm thuốc nữa và cai được thuốc. Cảm ơn bác sĩ với những cái thông tin chia sẻ rất là hữu ích. Và bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng theo dõi tình huống sau đây. Vợ, ôi giời ơi, anh về rồi đây, chắc ổn cái nè. Thôi. Ôi giời, thôi cơ. Vừa về ngửi ngửi hít hít gì, lại cái bóng cái gió gì. Anh đã bảo rồi, đợt đi công tác này là anh ở cùng phòng với thằng Huy. Chứ có làm cái gì đâu mà phải hít hà. Hà là có mùi con nào? Đằng này đây là mùi thuốc lá. Em ngửi đích thị cái mùi này
là anh vừa mới hút thuốc lá xong đúng không? Anh có vừa làm một điếu. Thèm thuốc thì phải hút chứ không nó bứt rứt. Bứt rứt? Em nhớ là anh hứa với em là sẽ bỏ thuốc lá rồi cơ mà. Anh có hứa và anh có cố gắng bỏ thuốc lá. Thế nhưng mà hình như là cái phương pháp bỏ của anh nó không ổn hay sao? Anh vẫn thèm thuốc lá mà. Anh có cố gắng là anh ngậm kẹo này, rồi nhai kẹo cao su này, khoan thua rồi ạ. Thế cái giải pháp mà em nhắn tin cho anh, em bảo anh mua về dùng, anh thử chưa? Chưa. Này em nói cho anh nghe nhá. Cái này là có thành phần hoàn toàn từ thảo dược thiên nhiên, như là kim ngân hoa này, cúc hoa này, bồ công anh này, vân vân. Toàn là thảo dược quý. Mà cũng chính vì nó là thảo dược nên mới yên tâm để dùng, vì nó lành tính và không gây tác dụng phụ đấy. Hơn nữa là nó được bào chế dưới dạng nước súc miệng, rất là tiện lợi. Tức là súc miệng cả sáng cả tối luôn á? Trước khi hút thuốc, anh chỉ cần súc miệng một cái, sau đó là châm ngay điếu thuốc hút, là cái khói thuốc và các thảo dược sẽ kết hợp lại với nhau, tạo ra một vị rất là đắng, khó chịu, làm cho anh không thể tiếp tục hút thuốc được nữa. Cắt cơn thèm thuốc rất là hiệu quả đấy nhá. Ôi dồi ôi, nó hiệu nghiệm đến thế rồi à? Chứ còn gì nữa, bố của em ở nhà cũng nghiện thuốc. Nhưng mà mẹ em mua cho về dùng, bây giờ có hút thuốc nữa đâu. Được, thế thì mai sẽ đi mua luôn. Nhưng mà cho ôm cái, đi công tác lâu ngày nhớ thôi. Thôi, mai mua về dùng đi, xong rồi ôm sau. Câu chuyện tình huống này, anh Lân rồi chú Hà thì cũng sẽ thấy mình ở trong đó đúng không ạ? Được biết là cả hai người đều có những cái thời gian rất là dài nghiện thuốc và cũng phải rất là chật vật trong cái cuộc đấu tranh để có thể từ bỏ được. Chú có thể chia sẻ với câu chuyện của mình không ạ? Hút thuốc từ năm 14 tuổi. Đầu tiên là do tò mò. Sau đấy là do bạn bè kích động. Mà cái quan trọng nữa là tập tành làm người lớn, hút nhiều thành nghiện. Thời gian tôi đi bộ đội vào một cái môi trường mà 10 người thì cả 10 người cùng hút. Xa gia đình, xa người yêu, rồi là trống vắng, rồi là vui điếu thuốc, buồn điếu thuốc, xong lại còn cả thuốc lào. Cái thời kỳ mà tôi giải ngũ ấy, thì lại làm ở cái nơi mà tiếp nhận lương thực thực phẩm thì toàn đi đêm. Mà đi đêm thì phải tỉnh táo, lại phải hút thuốc. Thế là cứ triển miên, không thể nào dừng được. Thế cứ cần tỉnh táo lại hút. Bạn bè gặp nhau là ngày 23 là chuyện bình thường. Cái lúc trẻ mình không nghĩ, lúc già cái tác hại của nó kéo đến. Đêm ngủ mà không thở được vì đờm nó lên, khổ lắm. Quyết tâm bỏ, không thể bỏ được. Bây giờ thì tôi bỏ thuốc rồi, thấy cơ thể nó khỏe mạnh. Chúc mừng chú là mặc dù thực ra cháu nghĩ là đến tận gần đây mà chú mới bỏ thì cháu nghĩ là hơi muộn đấy. Nhưng mà dù sao muộn vẫn hơn không. Bởi vì chú đã để cả một khoảng thời gian dài của tuổi thanh niên đã chìm đắm trong khói thuốc rồi đúng không chú? Nhưng mà thôi ít ra là mình cũng đã tìm được một cái cách để mình có thể từ bỏ được rồi. Câu chuyện của anh thì thế nào ạ? Tôi thì tôi hút được hơn 20 năm nay rồi. Cũng biết đó là cái tật xấu. Nó hút thuốc là có hại cho sức khỏe. Nhưng mà nhiều lúc không bỏ được bởi vì giao tiếp, quan hệ bạn bè rồi là đồng nghiệp nhiều lúc không thể không gọi là có điếu thuốc để mà làm đầu câu chuyện đấy. Lâu dần nó thành một cái thói quen và dần dần nó không thể bỏ được. Mà mỗi lần bỏ là lại thấy nó bứt rứt, khó chịu. Lúc trước hút thì không sao, nhưng mà mấy năm nay thì tôi bắt đầu có biểu hiện là sụt cân đấy. Mệt mỏi nữa, viêm phế quản ấy, ho đờm rồi cảm thấy tức ngực. Sức khỏe thì xuống dốc, mỗi ngày phải hút đến 2 bao. Cả tháng khi ngót nghét cũng mất đến 1,5 triệu. Cái số đấy mà để cho con cái học hành hay là vợ chồng gom đi du lịch hay là rồi làm một số nhiều việc khác nữa thì tôi cũng nghĩ và quyết tâm cai thuốc. Mà nói ra thì cũng hơi ngại. Tôi cũng quyết tâm bỏ mấy lần rồi nhưng đều không thành công. Nói vậy thôi chứ tôi cũng bỏ thuốc được hơn 4 tháng nay rồi và cũng không bị tái nghiện lại nữa rồi. Phải chúc mừng một lần nữa với hai vị khách mời chúng ta, chú Hà với lại anh Lân, là đã bỏ được thuốc. Bí quyết nào đã giúp cho hai vị khách mời chúng ta đã có thể dứt bỏ được hoàn toàn điều thuốc ạ? Có một anh bạn bỏ thuốc trước, thì anh ấy đưa cho tôi một cái chai nước, mà nước súc miệng bỏ thuốc lá. Tôi mới đọc thì thấy là có kim ngân hoa, cúc hoa và bồ công anh, hoàn toàn là thảo dược tự nhiên. Khi mà tôi xúc miệng lần đầu tiên ấy, nhổ ra, châm điếu thuốc hút thử. Trời ơi, nó đắng mà nó khét. Mà cái cảm giác mà một hút một điếu thuốc ngon từ 40 năm nay, bây giờ nó tự nhiên là nó phản tác dụng lại. Tôi hút hơi thứ hai thử xem, khủng khiếp lắm. Tôi vứt ngay, bỏ ngay bao thuốc đi. 3 ngày mà tôi đã không muốn hút nữa.
mà sức khỏe của mình nó tăng rõ rệt. Từ ngày mà tôi dùng cái nước súc miệng bỏ thuốc lá này thì số thuốc lá của tôi nó giảm. Sau vài ngày tôi bỏ hẳn luôn. Tôi bỏ thuốc được nửa năm nay rồi mà không hề tái nghiện, không hề thèm thuồng nữa. Trước kia cứ mỗi lần bỏ thuốc lá thì là nó cũng say dứt mà nó thèm thuồng, chỉ được khoảng mấy tiếng đồng hồ là phải hút lại. Thế từ ngày dùng nước súc miệng bỏ thuốc lá này, bỏ được rồi thì nó không bị bồn chồn, nó không say dứt, nó chả nhớ gì cả, nó bỏ được luôn là bỏ, sướng lắm. Nhiều khi chúng ta gặp được đúng gọi là đúng thứ mà chúng ta cần ấy thì không còn gì hạnh phúc hơn, đúng không chú? Câu chuyện của anh Lân thì có giống như chú Hà không? Anh có cái cảm giác hạnh phúc và sung sướng như thế không? Tình cờ một lần xem TV ấy, tôi thấy có giới thiệu cái giải pháp nước súc miệng bỏ thuốc lá ấy. Tôi tìm hiểu thì thấy thành phần 100% là thảo dược như bồ công anh, cúc hoa này, kim ngân hoa này, tinh dầu quế rất là an toàn, được kiểm chứng lâm sàng bởi Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương đấy. Cứ thèm thuốc ấy là tôi súc miệng, súc xong hút thuốc lá ngay ấy, thì trời, cảm thấy là ôi dồi ôi, thấy vị thơm quyện đặc trưng của cái loại thuốc lá nó trở thành cái vị hôi đắng nữa, rất là đắng. Tôi phải bỏ điếu thuốc đi ngay đấy, vì cảm thấy nó không còn ngon nữa. Bản thân tôi thì cũng bỏ thuốc lá được 4 tháng nay rồi. Bây giờ cứ ngửi thấy mùi thuốc lá là cảm thấy khó chịu. Cũng không hiểu tại sao mà ngày trước mình lại thi mình nguyện thuốc lá được. Bỏ được thuốc lá là tôi thấy sức khỏe tốt lên nhiều lần. Không bị ho đờm vào buổi sáng, không còn bị viêm phế quản. Cân nặng thì cũng tăng lên phải đến 5 cân. Da rẻ, môi hồng hào lên chứ không còn xám xịt như trước. Khách mời cũng đã vừa chia sẻ về một cái giải pháp từ nước súc miệng từ thảo dược rất là tuyệt vời. Bác sĩ có thể phân tích cho chúng tôi rõ hơn tại sao cái giải pháp này nó lại có cái hiệu quả tuyệt vời như thế ạ? Có xuất xứ từ thảo dược thiên nhiên, đó là bồ công anh, cúc hoa, kim ngân hoa và có thêm tí dầu quế vào nữa. Khi các anh súc miệng cái vào hút thuốc ngay, nó làm mất cái vị và cái mùi thơm của thuốc, cảm giác thấy đắng ngắt và các anh không còn ham muốn thích thuốc nữa, từ bỏ cái thuốc, không muốn hút lại nữa, tác dụng luôn và ngay. Ngay từ khi lần súc miệng lần đầu tiên thảo dược này thì thứ nhất là nó an toàn, hiệu quả và nó không có tác dụng phụ, được chứng minh tại Viện Y học Cổ truyền Trung ương, cai được và giảm số điếu được 72,7%. Đặc biệt nữa là nó không gây cho tái nghiện và nó đã được Hội Thực phẩm Chức năng tặng cái giải vàng. Làm bạn với thuốc lá gần 2 thập kỷ qua, chính chú Hà cũng không ngờ được rằng mình lại có thể bỏ thuốc lá một cách đơn giản đến như thế. Tình cờ tôi được biết đến phương pháp bỏ thuốc lá bằng thảo dược như là kim ngân hoa, cúc hoa và bồ công anh được chế xuất ở dạng nước súc miệng. Phương pháp này được kiểm chứng ở Viện Y học Cổ truyền Trung ương nên tôi rất tin tưởng. Cứ mỗi lần thèm thuốc, tôi lại sử dụng giải pháp thảo dược từ thiên nhiên để súc miệng. Súc xong nhổ đi, tôi châm lên thuốc. Trời ơi, bao nhiêu hương vị quyện của thuốc lá ngày xưa bây giờ trở nên đắng, hôi mà chỉ buồn nôn. Tôi phải dụi thuốc lá đi ngay. Bỏ được thuốc lá thì tôi thấy sức khỏe tốt lên, không bị ho đờm vào buổi sáng và không bị viêm phế quản. Tôi tăng 5-6 cân mà da không còn tái, môi không còn thâm như là cái hồi nghiện thuốc nữa. Cũng giống như chú Hà, anh Lân từng nghĩ rằng để bỏ dứt điểm thuốc lá thì phải cần tới điều kỳ diệu. Vậy mà sau 30 năm hút thuốc, anh đã bỏ thuốc lá thành công một cách cực kỳ dễ dàng, đến anh cũng không thể tin nổi. Mình bỏ thuốc được là nhờ cái nước súc miệng Bonnie Smoke này đấy. Súc miệng xong ấy, thì hút thuốc lá vào là cái vị thuốc thơm ngon của lần đầu nó đi đâu hết rồi. Thay vào đó là cái vị vừa đắng lại vừa ngái, khó chịu cực luôn ấy. Cố đến hơi thứ hai thì không thể chịu được, đành phải vứt điếu thuốc đi. Không còn bứt rứt nữa, không còn thấy thèm thuồng, người lại cảm thấy khác mà khỏe lắm. 30 năm hút thuốc lá mà mình cũng bỏ được nửa năm rồi đấy, không hề bị tái nghiện trở lại nữa. Hy vọng câu chuyện của chú Hà và anh Lân sẽ trở thành nguồn cảm hứng để mọi người có thể bỏ thuốc lá thành công vì một xã hội không khói thuốc. Thưa quý vị, các bạn, chúng ta đã vừa theo dõi chương trình hôm nay với những chia sẻ vô cùng hữu ích của chuyên gia cũng như các vị khách mời. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian cho chương trình của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.